Do hôm nay mình sẽ tiến hành đập một cái trứng Minecraft mới của shop, ông mà shop mới tài trợ rồi mẹ bóp thôi. Bụp, trời, mỗi lần bóp trứng là mình phải đập chứ hả? Kinh nghiệm chưa? Để đập chứ. Mình sẽ sắp đập, cho sắp đập, đập đi ha. À, mình thấy có một ít kẹo, lại hình này là kẹo kẹo thối á, tức là cục thơm cục thối không biết. Ở đây là xếp hình. Chắc cái này phải nhờ công việc giúp sắp rồi. Công việc ơi. Đây, đây là một cái đống hỗn độn Minecraft giống như Lego rồi đó. Là cái thành dáng được làm nhà. Ok, chờ thành phẩm nha mấy bạn. Giờ đây là thành quả sau khi lắp ráp một con Minecraft cầm cái que. Phẩm của công việc. Ok, cái trứng trà bá gì cho cái hộp những cái cục Lego nhỏ nhỏ.